Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Cái xong món này lên cả anh. Đợi nhanh quá. Nói đi, từ giờ bà chặn đấy. Dạ, dùm mặt tên. Tại nghe sơ của lao kia bà chặn nó không bị làm gì đâu. Rồi, ra đây, đây, đây. Mới chúng thằng kia luôn mà. Thì tới đừng thiếu. Em nghe kia ai tiếng yêu à. Ai đang chết mẹ ông. Có ai mày vẫn đang nóng? Trời. Bú xe này cho mày nóng quá. Ô, Quỳnh Anh hôm nay chủ nhật nó không nặng. Hả? Quỳnh Anh hôm nay không nặng. Quỳnh Anh đi học. Chủ nhật nó không nặng. Vâng. Vậy là mới tới xong rồi các bạn ơi. Cứu cứu cứu. Mẹ nó đặt kéo làm gì rồi. Anh đi móc, anh đi móc.
Rồi, dấu ấy nghe chưa? Em vẫn đi chụp vào đây. Mẹ, nhắn nó đi cơ. Vậy tôi mua xong nhé các bạn.